Tiếp theo mình sẽ nói, và tiếp theo mình sẽ trình bày về cái lệnh hot table để cho phép mình tạo bảng kê các thông tin về lỗ. Đây gọi là như bạn chọn vào một routing hot table. Thì nó hiện cái bản đề hộp thể bộ thì tên cái phương pháp là selection đã ở đây nó sẽ chọn được các đối tượng là wireframe face, tức là cái mặt của cái solid các cái edge, tức là cạnh của solid, chọn nguyên cả cái body luôn. Như vậy thì lợi thế như thế nào? Thì nếu như bạn cái này chút đầu tiên mình nói, đầu tiên để chọn thì bạn âm vùng mình chọn ha, thì lúc ông đó đồng thời nó sẽ tạo ra một cái bảng kê sát bên cạnh luôn, thì bên đó bảng kê nó sẽ hai trăm mình thấy được các cái liệt kê cái level của lỗ, ví dụ như lỗ có đường kính 6 thì nó sẽ tự động nó đăng ký theo chỉ hiệu là A1, A2B. Các cái lỗ khác thì B, C. Đồng thời bên cạnh là nó sẽ cho thấy được cái tọa độ. Còn nếu như bạn chọn theo cái phương pháp là display theo count, tức là số lỗ, thì nó sẽ liệt kê lên chiếc ABC với đường kính khác nhau và cái số lượng lỗ. Còn nếu như bạn chọn theo location relative to C plane, T plane hay WCF, thì tức là những cái tọa độ, những cái lỗ này nó sẽ lái theo C plane, T plane hoặc là WCF network. Rồi về liệt kê thì bạn có thể liệt kê theo đường kính hoặc là bán kính, cái hai chiều. Cái này là lấy quan hệ so với cái origin, rồi nó theo góc độ. Display as 2D, ví dụ như bạn locate relative to C plane thì nó có thêm tọa độ Z dành cho các trường hợp như bạn chọn như face hoặc body. Còn nếu như bạn muốn chỉ thể hiện theo 2D thôi, bạn chọn thì lúc này nó sẽ được bỏ bất cứ độ yes. Phía dưới này bạn có thể chọn create report, nó sẽ tạo nó xuất cho là cái bảng. The whole table, cho nó cho thấy các lỗi này. Về cái chiều cao chữ, đây là cái chiều cao của chữ trong cái table, bạn nhập vào đây. Còn các cái level và bạn có thể bố trí theo sum, theo endpoint hoặc là theo midpoint, là tùy theo mình. Theo phần trăm đây chính là phần trăm của cái test là so với cái đường kính lỗ. Và bạn có thể di chuyển table về vị trí bạn mong muốn. Okay, ở một event này bạn có thể display arrow để cho phép mình hiển thị cái mũi tên của cái chỉ hướng của lỗ hoặc